Trước khi bước vào bất kỳ một giải đấu của bất kỳ loại hình thi đấu nào, chúng ta luôn có một danh sách được gọi là ứng cử viên vô địch. Và điều này là tương tự đối với thể thao điện tử. Lấy ví dụ Dota 2021 thì ứng cử viên cho TI là PSG LGD, hay Liên minh 2022 thì sẽ là Genji. Điểm chung của họ, ngoài việc không vô địch, thì còn là sức mạnh đội hình khủng khiếp mà ai cũng phải thừa nhận. Dù đa số những người thắng cuộc trong những giải đấu lớn đều có thể phần nào đoán được, tuy nhiên, có rất nhiều giải đấu đã diễn ra theo một kịch bản không thể tin nổi. Chào mừng các bạn tới với Phê Game, và sau đây là danh sách 5 lần vô địch khó tin nhất trong lịch sử eSports. Đứng ở vị trí đầu tiên sẽ là chức vô địch của OG năm 2018. Tất nhiên rồi, sẽ không có gì bất ngờ khi họ được điền tên vào danh sách này. Đây sẽ không phải là một video mà chúng ta nói về tình chiến hữu và sự thù địch của Fly và NoTail, vì Phê Game cũng đã có một video về câu chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng để chuyện tư thủ cá nhân sang một bên, rõ ràng chức vô địch của OG tại TI8 vẫn là một điều kỳ diệu, từ việc họ có cho mình một trong những tấm vé của vòng Regional cho tới việc được đánh giá không quá cao sau khi kết thúc vòng bảng với hiệu số 3-3-2. Thậm chí một số người còn chẳng biết Topson là người từ đâu ra, và họ còn thiếu người tới mức phải gọi huấn luyện viên vào đánh. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ làm thành tựu của OG thêm phần đáng nể. Lối đánh của OG vừa khiến cho người hâm mộ thích thú bằng những lựa chọn độc lạ, vừa khiến cho đối thủ phải cảm thấy khó chịu với những màn khiêu khích. Và chính điều ấy đã khiến họ trở thành một đội Dota 2 rất đáng xem mỗi khi xuất hiện. Ở Playoffs, OG lần lượt đã bại VGJ Storm 2-0, EG 2-1, PSG LGD 2-1 ở trận chung kết nhánh thắng, và đánh bại họ một lần nữa ở trận chung kết tổng với tỷ số là 3-2, qua đó đem về số tiền thưởng lên tới 11,2 triệu đô la cho toàn đội. Tất nhiên, ngoài việc xuất sắc đánh bại PSG LGD tới 2 lần liên tục, ta cũng phải kể tới một thành quả xứng đáng cho sự bền bỉ của NoTail khi đối đầu với Fly của EG. Quả là một hành trình đẹp cho một câu chuyện đẹp. Nếu ở bên Dota 2 chúng ta có OG thì cũng chỉ mới đây thôi, khán giả thế giới đã được chứng kiến một câu chuyện thần kỳ không kém trong Liên minh huyền thoại với đội tuyển được vinh danh là DRX. Là hạt giống số 4 nên dù đến từ một khu vực rất mạnh là Hàn Quốc, DRX cũng chắc chắn không nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch của bất kỳ ai, dù có trong tay cựu vô địch thế giới là Barrel. Khó khăn với DRX đã xuất hiện ngay từ cái cách mà họ lấy được tấm vé cuối cùng của Hàn Quốc để tham dự Worlds. DRX đã phải trải qua 2 lần chết hụt tại vòng Regional, với hai cái tên là KT Roster và Lip Sandbox cùng tỷ số là 3-2. Tới với chung kết thế giới 2022, DRX đã xuất sắc vượt qua vòng play-in mà không để thua một trận nào. Tuy nhiên, họ được đánh giá là rất khó vượt qua vòng bảng với sự xuất hiện của những cái tên mạnh như là Rook hay là Top Esports. Cuối cùng, mọi thứ lại diễn ra theo một kịch bản rất bất ngờ. DRX đứng nhất bảng C sau trận tiebreaker với Rook và cũng không thể không kể tới một phần giúp sức tới từ kẻ ngáng đường Gam Esports. Nhất bảng là vậy, nhưng điều đó cũng không khiến họ được đối đầu với một đội yếu. DRX lần lượt phải đánh bại EDG, Genji và T1 trên chặng đường vô địch của họ với không ít lần ở thế chân tường. Qua đó, DRX đã nhận được số tiền thưởng bằng 1/22 của OG năm 2018. Def cùng những người đồng đội của mình đã chứng minh là điều thần kỳ có thể xảy ra với những cách khó tin nhất. Tuy vậy, cũng thật đáng tiếc khi chúng ta sẽ không còn được nhìn họ sát cánh cùng nhau trong năm tới, đặc biệt là POSIC cùng ZK. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với CSGO, tựa game FPS tới từ Valve đã luôn là một cái tên gạo cội trong giới gaming. Tại các giải Major của tựa game này, chúng ta sẽ rất ít khi thấy một đội tuyển chiếu dưới chiến thắng tại đây. Và một trong những lần hiếm hoi và đáng nhớ nhất sự việc này xảy ra có lẽ là tại Boston 2018. Cloud9 lúc đó là một đội tuyển không được đánh giá quá cao, nhất là khi họ thường xuyên chốc và không tiến được sâu ở những giải đấu thuộc hạng S của Valve. Vậy nên, đương nhiên khi tới Major vào tháng 1 sẽ không có quá nhiều kỳ vọng vào C9. Và cũng phải nhấn mạnh một lần nữa là chưa từng có một đội Bắc Mỹ nào từng vô địch Major ở thời điểm đó. Đánh bại 3 đối thủ dễ dàng tại vòng New Challenger với hiệu số là Dương 27, Cloud9 tiến vào vòng New Legend và đây mới là lúc thử thách của họ thật sự bắt đầu. C9 thua liên tiếp 2 trận trước G2 cùng Space Soldier, đẩy họ vào tình thế không thể thua thêm nếu muốn vào Playoffs. Điều này là không hề dễ dàng với 3 đối thủ tiếp theo mà họ cần phải gặp là VP, Astralis và Vegas Squadron. Tuy nhiên, đó chỉ là trên mặt giấy tờ. Cloud9 bất ngờ chiến thắng dễ cả 3 đội tuyển này bằng những kết quả chóng vánh là 16-7, 16-6 và 16-4.
qua đó giành tấm vé vào playoffs. Vòng loại trực tiếp của giải đấu đó đã chứng kiến một Cloud9 cực kỳ mạnh mẽ, tiếp tục giữ vững phong độ trước hai đối thủ là G2 cùng SK Gaming. C9 tiến tới trận chung kết để đối đầu với một FaZe Clan được cho là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Major mùa đó. Và quả thật vậy, C9 đã thất bại trong map đấu đầu tiên tại Mirage với tỷ số là 16-14, đầy đáng tiếc. Sốc lại tinh thần trong ván 2, Cửu Vân giành chiến thắng trên Overpass với tỷ số là 16-10, đẩy loạt trận về game cuối đầy cảm xúc. Map đấu cuối cùng là Inferno, hai đội liên tục đáp trả lẫn nhau và không bên nào chịu bên nào. Cuối cùng, họ chỉ có thể giải quyết ở loạt overtime thứ 2. Đặc biệt, phải kể tới sự xuất sắc của Stewie 2K trong những thời khắc quan trọng và sự ổn định đáng kinh ngạc tới từ Skadoodle đã khiến cho FaZe đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại, còn khán đài Boston thì nổ tung trong sự vui sướng. Cho tới hiện tại, C9 của 2018 vẫn là ký ức đẹp nhất của CSGO Bắc Mỹ. Và với tình hình hiện tại, có lẽ người Mỹ sẽ còn phải đợi rất lâu nữa mới được chứng kiến một sự kiện tương tự như thế này. Đứng ở vị trí số 2 sẽ là một cái tên tới từ StarCraft 2, và đó là Sero của Phần Lan. Là một trò chơi lâu đời và gần như vị trí đồng tôn từ trước tới giờ luôn thuộc về người Hàn Quốc. Sero tới với giải đấu vô địch thế giới StarCraft 2 năm 2018 với một kỳ vọng không cao tới từ khán giả. Để chúng ta có thể hình dung rõ ràng mức độ thống trị giải đấu của người Hàn thì chỉ cần nhìn vào số lượng game thủ tham dự. Mỗi bảng đấu đều có một nửa là người Hàn và gần như họ đều toàn bộ vượt qua vòng bảng. Tại giải đấu đó, chỉ có Sero và một người chơi nữa tới từ Mexico là hai người duy nhất vượt qua được vòng bảng để thi đấu với người Hàn. Và tất nhiên, khả năng vô địch của những người chơi này đều được đánh giá là rất thấp. Thế nhưng, với phong độ đáng kinh ngạc, Sero lần lượt đả bại ba cái tên là Dark, Rook và tiến vào trận đấu cuối cùng. Tại BO7 chung kết, Sero đối đầu với Stars, một người mà chính anh đã đánh bại cách đó vài giải đấu. Và dù có gặp một đôi chút khó khăn để kết thúc trận đấu, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một game rất trên cơ của Sero. Lên ngôi vô địch với tỷ số là 4-2, Sero có cho mình giải thưởng 280.000 đô. Tương tự với trường hợp của Cloud9 ở trong CSGO, Sero cũng là người duy nhất không phải người Hàn vô địch được giải đấu này sau khi Blizzard đã khép lại format tổ chức WCS thường niên vào năm 2019. Và cuối cùng, đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách những lần vô địch bất ngờ nhất, chắc chắn chúng ta sẽ phải nhắc tới Ashlyn Ash. Với những ai không theo dõi fighting game, có lẽ họ sẽ lạ lẫm với cái tên này. Nhưng nếu bạn quan tâm tới những sự kiện lớn như EVO và đặc biệt là tựa game Tekken, bạn sẽ không thể nào không biết Ashlyn Ash. Tekken 7 vốn là một tựa game được làm chủ hoàn toàn bởi người Nhật và người Hàn. Thế nên mỗi khi một giải đấu được diễn ra, chúng ta sẽ chỉ xem là liệu nước nào trong hai nước này sẽ giành chức vô địch. Tuy nhiên, trong khi những người Hàn, những người Nhật đang tự vỗ ngực cho mình là số 1, thì ở một đất nước xa xôi, Pakistan, vẫn đang có một hoặc thậm chí là nhiều cộng đồng chơi Tekken 7. Lý do họ không thể được bước ra ánh sáng là bởi đây là một đất nước rất nghèo khó và việc có đủ kinh phí để bay sang được nước ngoài thi đấu là một bài toán không hề đơn giản. Và đó cũng là khi Ashlyn Ash xuất hiện. Tại giải đấu EVO Japan 2019 được tổ chức tại Fukuoka, Ashlyn đã được tài trợ cho một chuyến bay tới Nhật để thi đấu trong khi giải chỉ còn 4 tiếng nữa là sẽ bắt đầu. Và thậm chí, anh còn không có tiền để đi taxi tới địa điểm tổ chức. Tuy gặp nhiều khó khăn là vậy, nhưng Ashlyn vẫn kịp thời tham dự và thể hiện trình độ kinh hoàng của mình. Thể thức thi đấu của EVO sẽ diễn ra nhiều trận đấu ở cùng thời điểm, và đương nhiên sẽ có những loạt trận không được phát sóng ở trên stream. Vì là một người chơi không được biết tới nhiều, dĩ nhiên đa số những trận đấu của Ashlyn đều là thi đấu off stream. Tuy nhiên, khi đã liên tiếp đánh bại những đối thủ mạnh, cái tên Ashlyn đã dần được chú ý hơn. Tiến vào trận chung kết không có người Nhật và người Hàn, Ashlyn đối đầu với AK, tưởng chừng như sẽ gặp bất lợi với việc đi lên từ nhánh thua, nhưng cuối cùng Ashlyn lại dễ dàng đánh bại đối thủ tới từ Philippines với tỷ số lần lượt là 3-0 và 3-1. Qua đó, chính thức điền tên của mình cũng như Pakistan lên bản đồ Tekken 7. Huyền thoại sống của Tekken là Ni cũng đã phải ngả mũ thán phục trước Ashlyn, thậm chí còn đã trực tiếp sang Pakistan để được học về cách chơi Tekken ở đây. Cho tới hiện tại, Ashlyn đã trở thành một cái tên cực kỳ nổi tiếng trong làng Tekken thế giới. Và câu chuyện của anh chàng này và những cuộc chạm trán với Ni vẫn còn rất dài, nhưng điều đó có lẽ sẽ được kể lại ở trong một video khác nhé. Và đó là những lần vô địch khó tin nhất trong eSports theo quan điểm của Fegame.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều những câu chuyện thần kỳ về những chú ngựa ô của các giải đấu. Hãy comment ở bên dưới cho Phê Game biết bạn ấn tượng nhất với câu chuyện cổ tích nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.